Nước ngầm máy bay là một trong những sở thích của nhiều người. Và được uống cà phê ngắm máy bay khi bay ngang qua cũng là một trong những khoảnh khắc rất là độc đáo. Những quán cà phê view máy bay ở Sài Gòn là nơi để bạn vừa thư giãn mà lại có những khoảnh khắc rất khó quên. Với những quán cà phê view máy bay ở Sài Gòn không có quá nhiều, tuy nhiên quán nào cũng có view xuất sắc. Vậy thì hãy cùng blog du lịch khám phá những quán cà phê ngắm máy bay ở Sài Gòn đông khách nhất bạn nhé! Một Fan Coffee, quán cà phê view ngắm máy bay cực xịn. Địa chỉ: số 142 Nguyễn Văn Công, phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Fan Coffee là quán cà phê có view ngắm máy bay được rất nhiều bạn trẻ check-in nhất hiện nay. Với không gian mở cho nên vô cùng thoáng mát, với tầm nhìn trước mặt là một bãi cỏ xanh trải dài. Nội thất bên trong của quán cà phê view ngắm máy bay này cũng rất là bắt mắt nhưng lại ấm cúng và gần gũi. Vì nó mang một chút gì đó vintage cùng với tông màu gỗ trầm làm chủ đạo. Và theo kinh nghiệm đi uống cà phê ngắm view máy bay của nhiều bạn trẻ, thì Fan Coffee rất là đẹp, dù là vào buổi sáng hay là buổi xế chiều. 2. Nordic Coffee, quán cà phê ngắm máy bay view đẹp. Địa chỉ: số 13 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Nordic Coffee là quán cà phê view máy bay ở Sài Gòn, có không gian thoáng mát và view đẹp thì nước mũi. Nếu bạn đến quán cà phê view ngắm máy bay này thì bạn chỉ cần order một ly nước thiệt là ngon rồi đi thẳng lên sân thượng để có thể ngắm toàn cảnh view ngắm máy bay thiệt đẹp bạn nhé. Khu vực sân thượng tại quán cà phê view ngắm máy bay này thì có bầu không khí trong lành mỗi lúc hoàng hôn xuống cực đẹp. Và quán cà phê view ngắm máy bay ở Sài Gòn này gồm có hai màu là trắng và nâu nhưng lại tạo được cảm giác ấm áp, lung linh như những quán cà phê lãng mạn khác. Thức uống tại quán cà phê ngắm view máy bay Nordic thì có giá dao động từ 25.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên một ly. Đa dạng món như là cà phê, nước ép trái cây, trà, sinh tố, lá xay, vân vân. 3. Landing New Tea and Coffee, quán cà phê view ngắm máy bay đẹp nhất. Địa chỉ: số 138 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Landing Coffee là quán cà phê view ngắm máy bay ở Sài Gòn, có một chiếc view cực kỳ xịn sò, khiến cho bạn chụp ảnh cháy máy mà chưa hết chán. Nếu muốn có những bức hình sống ảo siêu đẹp với máy bay đang bay, thì đừng quên ghé qua quán cà phê ngắm view máy bay này bạn nhé. Quán cà phê view máy bay này được thiết kế vô cùng ấn tượng, nhưng vẫn mang đến một cảm giác thoải mái, gần gũi để bạn tự nhiên thả dáng chụp hình sống ảo. Landing Coffee được xem là quán cà phê có view giá triệu đô, vì bạn vừa săn được máy bay và cũng vừa check-in được những bức hình tuyệt đẹp để thư giãn và thưởng thức đồ uống ngon. 4. Moonlight Coffee Lunch. Địa chỉ: tòa nhà CT Plaza, tầng thượng, 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Moonlight Coffee Lunch là quán cà phê sang trọng view ngắm máy bay có vị trí đắc địa, nằm ngay đối diện với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhiều khách khi đến check-in tại quán cà phê view ngắm máy bay này rất là yêu thích vì view độc đáo và đẹp mắt. Chỉ cần ngồi nhâm nhi một ly nước mát và ngắm nhìn những chiếc máy bay lướt ở trên đầu thì còn gì thú vị bằng, đúng không nào? Quán cà phê view máy bay ở Sài Gòn này ở mỗi thời khắc thì luôn mang đến một nét đẹp riêng để có thể hít thở bầu không khí trong lành, vừa tám chuyện cùng với bạn bè. Với menu món uống đủ loại nên bạn có thể check-in tại Moonlight Coffee Lunch để thưởng thức món uống ngon mà lại vừa có thể check-in sống ảo nữa nhé. Vậy bạn đã từng check-in tại những quán cà phê view ngắm máy bay này hay chưa? Nếu được check-in thì bạn sẽ chọn quán cà phê view ngắm máy bay nào? Hãy cho blog du lịch biết cảm nhận của bạn nhé! Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!